nhân kỷ niệm 7 năm thành lập, 4 chị đẹp Hắc Hường đăng bài kỷ niệm Happy birthday to Blackpink. Blackpink이었습니다. 감사합니다. Chị cả Jisoo úp mở về tương lai của nhóm. Dâu sề sập live vì vi phạm bản quyền nhạc của chính mình. Các chị đẹp nhà Hắc Hường đã cùng nhau đăng hàng loạt những tấm ảnh kỷ niệm để mừng ngày 7 năm debut của nhóm là ngày 8 tháng 8 năm 2016. Lần lượt các thành viên là Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã đăng tải những dòng caption cực yêu thương gửi đến fan. Cảm ơn đã đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình thanh xuân. Trong đó, Blackpink còn vô cùng ưu ái concert tại Hà Nội khi chia sẻ tấm ảnh mới nhất được chụp tại hậu trường sân khấu tại sân vận động Mỹ Đình. Đặc biệt, chị cả Blackpink đã viết hẳn một bức tâm thư dài gửi đến cộng đồng Blink và còn livestream chia sẻ, trò chuyện cùng fan trong ngày đặc biệt. 엄마 블링크한테 7주년 축하한다고 말해줘. 축하합니다, 여러분. Điều đáng chú ý là chị đẹp đã úp mở về tương lai của nhóm. Cụ thể, chị đẹp nói rằng chúng ta sẽ cùng đón sinh nhật lần thứ 8 cùng nhau vào ngày 8 tháng 8 năm sau. Câu nói này lại càng khiến fan hâm mộ của nhóm thêm phần háo hức, vui mừng hơn hẳn. Bởi trước đó, thông tin 4 chị đẹp có thể không ký tiếp hợp đồng với công ty bởi những điều khoản chưa hợp lý. Thậm chí, theo một số nguồn tin thân cận thì Lisa mới là thành viên có nguy cơ rời Blackpink cao nhất. Việc Jisoo úp mở tương lai đón sinh nhật lần thứ 8 trong năm lại càng khiến fan cứ là vui như chảy hội luôn. Chị cả livestream để chung vui ngày sinh nhật với fan nhưng mà các Blink thì cứ là vào chúc phúc cho chị đẹp sau màn công khai yêu đương với nam diễn viên Anbo Heum. Mấy em cứ là làm chị ngại mãi thôi. Cũng trong ngày sinh nhật của nhóm, Dâu Sề cũng đã lên livestream trò chuyện cùng fan. Nhưng mà cái buổi live của chị đẹp này thì cứ là bất ổn mãi thôi. Chuyện là chị đẹp đã nhân ngày rảnh rỗi để lên buôn dưa với fan. Thế mà đang trò chuyện vui vẻ thì chị lại bị đánh sập live đến hẳn 2 lần. Chị dẹo nhà ta còn hoang mang không biết là tại sao thì đã được fan khai sáng cho kiến thức mới này liền. Thì ra có là thành viên của Blackpink thì mở nhạc Blackpink cũng vẫn bị bắt như thường thôi. Cô nàng có vẻ cũng rất tâm đắc trước món quà là bạn gái của Hàn được fan tặng trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam và còn đưa lên live chung thế này nữa cơ. Chuyến này thì sướng nhất là fan Việt rồi chứ còn gì nữa. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016 với đĩa đơn Whistle và Boom Bumbaya đến nay, 4 cô nàng Blackpink đã trở thành nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng thế giới, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và liên tục có các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở các thị trường âm nhạc lớn. 2016 là tân binh, 2023 là huyền thoại, đây hẳn là câu nói đúng nhất với 4 chị đẹp này khi ở thời điểm hiện tại. Khó có cái tên của nhóm nhạc nào có thể vượt qua được sức đóng và độ nổi tiếng của Blackpink. Bạn có cảm nhận như thế nào về sự trưởng thành đầy ngoạn mục của 4 chị đẹp nhà Hắc Hường sau hành trình 7 năm debut? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.